chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mang thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười. Bao lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bố quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại người quá đi ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có một người mà hôm nghe não nề. Ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã ba đường. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lòng ngày mai có mai. Xin yêu hãy chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi xa thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay đã quên bố quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Vừa gặp lại mình quá đi thôi. Lớp 12B4 đã chờ đợi dịp này gần 1 năm trời kể từ khi ban tổ chức phát động lễ kỷ niệm 20 năm kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp khóa 99. Ngày hôm nay đứng trước sân trường và trước lớp 12B4, bản thân tôi và tất cả các bạn nữ 12B4 đều cảm thấy rất là xúc động, bồi hồi, nhớ lại những cái thời gian học sinh, nhớ lại những cái tháng ngày mà chúng ta chia tay sau lễ tốt nghiệp. Tất cả cũng đều tụ tập ở đây chụp ảnh, có những cái khoảnh khắc rất là xúc động. Có khóc, có cười, có ôm ấp chia ly, rồi đến hôm nay là 20 năm sau chúng tôi được gặp lại. Và trong cái không khí tưng bừng, mọi người đều cảm thấy là rất là mừng khi mà được hội ngộ về đây, gặp lại các bạn cùng khóa, cùng các thầy cô, cùng chia sẻ cái cảm xúc ngày hôm nay. Một lần nữa là thay mặt lớp 12B4, mình vô cùng cảm ơn các anh chị ở ban tổ chức, các thầy cô, nhà trường đã tạo điều kiện để ngày hôm nay chúng ta được về đây sum họp và sống lại những cái khoảnh khắc mà thời học sinh của chúng ta đã trải qua. Bạn có mong muốn gì cho cái hay là đóng góp những gì cho cái hội hay là những cái dịp sau không?
nếu dịp sau thì tôi rất là mong nó không phải trải qua để chờ đợi đến tận 12 năm nữa để được sống lại cái khoảnh khắc này, mà tôi mong muốn cái thời gian đấy nó được rút ngắn lại hơn. Bởi vì ngày hôm nay khi mà gặp lại các bạn, tôi cảm thấy rất là phấn khởi vì rất nhiều bạn đã có những cái thành đạt trong cuộc sống nhất định. Có những bạn là đã giữ nguyên những cái tình cảm kể từ ngày chúng tôi ra trường mà không hề có một sự phai nhạt nào cả. Nên rất là mong ban tổ chức là thu ngắn cái thời gian học khóa lại. Thay vì 20 năm chúng ta có thể triển khai ngắn hơn. Đấy là mong muốn riêng của tôi. 34 nào, riêng cái nào? Em mặt em thôi. 1, 2, 3, đi. Hôm nay mừng cuộc ra về tham dự hội khóa K38 cùng với này bọn em. Thế thì cái cảm xúc đầu tiên em muốn hỏi là cái cảm xúc của cô như thế nào sau khi mà đã về gặp gỡ lại các học sinh của mình 20 năm trước? Trước tiên là cô rất là cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức về ra cái hội khóa của K38. Cái cảm xúc của cô đầu tiên đó là cô rất là phấn khởi và xôn xao. Tâm trạng của mình là cả đêm không ngủ được chỉ vì là mong đến ngày hôm nay, và thực sự ngày hôm nay như là một ngày hội của các em. Và đặc biệt là khi về với lại khóa cũng như là lớp thì cô rất là vui mừng là các em đã trưởng thành rất là nhiều. Và đặc biệt là cô biết là cái ngày hội ngày hôm nay là các em rất là công phu, và đặc biệt là chiều nay đến tối nay thì chắc chắn là cái hội khóa của chúng ta sẽ rất là hoành tráng và thành công rực rỡ. Thế cái mong ước của cô như gì với lại các học sinh cũ của cô không? Cô luôn luôn mong ước là học sinh của cô luôn luôn thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, và sẽ là một cái khối tập thể đoàn kết và giúp đỡ nhau trong cuộc sống từ nay cho đến hết cuộc đời. Vâng, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn. Tại diện lớp 12-1 hôm nay thì chúng tôi nhân dịp hội khóa K38 đã tổ chức một cái chương trình rất là ý nghĩa cho một cơ hội chúng tôi 20 năm sau khi ra trường. Chúng tôi đã được về đây và được sống lại những cảm giác như ngày xưa học trò, cũng là ai trong tâm trí ai cũng có một sự bồi hồi nhất định. Mọi người gặp nhau thì năm nay mà tổ chức sang năm thành 21 rồi, nên năm số 20 rất là có ý nghĩa. K38 thì thay mặt ban liên lạc K38 lớp 12-1 chúng tôi rất là cảm ơn các bạn ban tổ chức cũng như là cảm ơn nhà trường, đặc biệt là thầy hiệu trưởng cũng như là các thầy cô trong nhà trường đã tạo điều kiện chúng tôi tham gia buổi lễ ý nghĩa ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Đầu tiên thì cho phép tớ được thay mặt cho tập thể lớp A5 rất là cảm ơn ban tổ chức của khóa K38 cũng đã rất là chu đáo, trong rất là nhiều ngày đã tổ chức một cái buổi gặp mặt rất là ấm cúng và ý nghĩa như ngày hôm nay. Thật sự thì đã 20 năm nay xa quê, và cũng là lúc mà kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường thì tớ cũng ở một nơi rất là xa, trở về với mái trường thân yêu của mình. Thì cái cảm xúc bây giờ của tớ cảm thấy hết sức là xúc động. Và thật sự là nhìn ngắm những cái gương mặt thân yêu này thì chúng ta lại ùa về một cái thời ký ức thật sự là hạnh phúc khi mà được sống dưới mái trường trung học chuyên Mang Đòn Gai và những bè bạn thân thiết hôm nay có mặt tại mái trường này. Và cái cảm xúc nữa là tớ thấy là mọi người vẫn là vui tươi, mạnh khỏe, xinh đẹp. Đấy là một cái điều mà ai trong mỗi chúng ta khi mà gặp bạn bè của mình cũng mong muốn. Và tớ rất là muốn là cái cảm xúc này sẽ giữ lại trong tim mỗi một bạn bè, mỗi một tập thể lớp lâu nhất có thể. Và chúng ta luôn luôn trẻ trung, tươi tắn như ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở dưới mái trường này. Và mong rằng 10 năm, 20 năm, hay 30 năm, hay 60 năm nữa thì cái cảm xúc đấy vẫn còn đọng lại cho mỗi chúng ta như ngày hôm nay ạ. Hôm nay rất là vui chúng ta về đây tham dự cái hội khóa 20 năm của K38. Đấy thì cái lần đầu tiên tôi muốn hỏi bạn là cái cảm xúc của bạn như thế nào khi về tham dự cái hội khóa 20 năm? Cảm xúc của tôi là sau 20 năm quay về trường thì cảm thấy là được gặp các bạn, các thầy cô cũng như là khung cảnh của trường làm cảm thấy quay như thời tôi còn đi học những ngày 15, 16 tuổi được lúc vào trong trường. Thì hôm nay thì để được có ngày hôm nay thì tôi là một trong thành viên của ban tổ chức, tôi thấy là đã hoàn thành được 50% công việc của ngày hôm nay, và cũng mong là
trong hội khóa của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Ừ, xin cảm ơn bạn. Cảm xúc cá nhân mình ấy thì thực sự mình vẫn đang tìm cảm xúc. Nhưng mà mình rất vui bởi vì để về được thì phải cảm chuẩn bị một quá trình rất là dài để xin nghỉ cũng giống như mọi người khác ở đây. Thì mình nghĩ là tập thể lớp mình rất là cố gắng để đạt được con số hơn một nửa. Thì là một cái nỗ lực của tất cả mọi người. Vậy thì ngày hôm nay thì mình thay mặt cho lớp để muốn nói lên cái cảm xúc. Mình cảm thấy rằng lớp mình theo một tập thể thì có cảm xúc. Và cảm xúc đó là được gặp lại nhau cho sau 20 năm và vui. Cảm thấy rất là gắn bó và nhìn thấy cái thay đổi trên khuôn mặt trong cuộc sống của nhau. Và mình cảm nghĩ là cái dịp 20 năm này là một dịp rất là quan trọng, một dịp rất là ý nghĩa. Và mình cũng thay mặt cả lớp muốn cảm ơn các bạn trong ban tổ chức. Các bạn đã đưa tất cả mọi thứ lại với nhau để tạo ra một cái dịp, một cái ngày, một cái giờ phút mà cảm thấy rằng là nó rất là đáng có và nó rất là quý đối với từng cá nhân. Và mình tin rằng nó sẽ đóng góp vào trong tương lai của mỗi người tham gia ngày hôm nay, tiếp tục là đặt nền móng trên những cái gì đã có và hướng tới những ngày sau này, có thể là 40 năm, có thể lúc nào đó chúng ta gặp lại nhau. Nhưng mà rõ ràng những ngày này là những ngày rất là quan trọng và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Bên ngoài. Xin chào bạn. Hôm nay rất là vui gặp ngày 27 hôm nay về tham dự hội khóa 20 năm. Thế thì lời đầu tiên là bạn cho bạn trực tiếp là cái cảm xúc của mình như thế nào khi sau 20 năm gặp lại tất cả thầy cô bạn bè tại mái trường xưa. Sau 20 năm từ năm 1999 tốt nghiệp thì đây là lần đầu tiên ban tổ chức hội khóa K38 được gặp mặt đông đủ các học sinh và các thầy cô giáo trong 20 năm qua học ở dưới mái trường này. Lời đầu tiên của tôi thì tôi xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo trong trường đã dạy dỗ các học sinh K38 và để được như ngày hôm nay. Thì cùng với đó là hôm nay thì cảm nhận của tôi là rất vui và rất là tự hào được về dưới cái mái trường. Trước đây là chuyên ban Hồng Gai, nay là trường phổ thông trung học Hồng Gai. Thấy trường ngày càng phát triển, to đẹp hơn thì, và được gặp các bạn bè sau 35 xa cách thì em có thấy có một cái niềm rất là vui và tự hào và thấy là rất là ý nghĩa. Cảm ơn. Em thay mặt K38 xin gửi lời chào sức khỏe đến cô. Rất là vui hôm nay cô về tham dự hội khóa với lại K38 chúng em. Những cái lời đầu tiên thì chúng em rất mong muốn là hỏi cô là cái cảm xúc của cô sau khi về tham dự cùng với lại bọn em tại cái mái trường này như thế nào? Thứ nhất là cảm ơn tất cả các em học sinh đã nhớ thấy cô, mặc dù cô đã nghỉ dạy 19 năm rồi. Và năm nay cô đã ngoài 70 và hôm nay được về gặp lại các em, cô trẻ lại, vui vẻ, trẻ trung. Cô rất phấn khởi và cảm động. Rất cảm ơn. Dạ vâng. Chào B5. Rất là vui mừng hôm nay chào mừng B5 về tham dự hội khóa của K38. Thì cái cảm xúc của B5 như thế nào về cái thời điểm này? Cảm xúc của bọn tớ hiện giờ là xem đến hồi hộp này. Và thực sự là vui vẻ ấy, vì là lâu lắm rồi mới có những cái ngày mà nó thực sự là đông vui, nhộn nhịp và nhiều kỷ niệm như thế này. Thế ngoài ra thì có cái mong mỏi gì khóa của mình sau này? Hy vọng rằng năm nay, năm sau và rất nhiều năm sau nữa chúng tớ vẫn được đi về trường và cảm nhận được những cái cảm xúc như thế này nữa. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tiếng nhau. Chiều yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chiều mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng thầy gọi tên tôi. Từ hôm nay là quên mất tiếng đời. Ngày nào rơi chiều quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mình quá đi thôi. Ok, cảm ơn. Có một lời mỏi
ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà, có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu, hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười cho lo ngày mai của mong. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trong mặt thêm áo mây mà lại là chúng vẫn như xưa. Khi sao thấy thầy có nhớ em không, người học trò mười năm trước đây, dường như có tiếng hơi gọi tên tôi, từ hôm nay đã quên mẫu quên bài, ngày nào rơi chừng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mình quá đi thôi. Ngày nào rơi trong mặt thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, rồi gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa.